giờ làm gì ngoại? À, tôi làm về kệ cha tôi. À, kệ xong phải không? Kệ xong mà nước lớn quá trời luôn. À, nước lớn trời, nước lớn giờ lớn đất mình không chặt người ta xả. Đây vừa có cái tâm chờ đợi cái cây nguyên của người ta lấy ra cây chờ đó. Nói đi dạ. Thôi tự nhiên. Giặt xong cái gì sạch? Tao giặt gì giặt tại cha tao mệt quá. Tao không có chuyện gì vậy. Tao về đây tao. Đi đây đi bà để tao canh rồi tao giặt bà. Trời ơi. Trời ơi tôi còn được mạnh khỏe tôi giặt. Cái đó nhiều chuyện nhiều điều quá đi giao học lâu đi mà trời ơi. Cái nước này là cái nước gì? Nước là bông cụ đầu. Thời bông một cái cụ đầu. Giặt như vậy đó hả? Tôi giặt ra tại cha tôi. Tôi mệt mệt quá. Lấy nước bên kia, lấy nước bên kia. Nước kia còn nước nữa, hết nước rồi. Đi phích nha. Đây là cái chai luôn mất rồi. Cái chai nhỏ tôi nói tôi để ra đâu mất rồi. Chai này phải không? Hết rồi. Trời ơi, cái tình cái gian mà cho cái tình đình nè cha. Đây đây con tháo qua cho. Ôi mở hay vậy. Con mở không có được đắp gì trên trời. Sốt 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 sốt. Trời đã coi dân. Dạ. Khui. Ta bận đầu tới nãy rồi nè. Ngủ thôi chứ ta đâu có làm gì đâu. Ta bận ta ngủ không à mà với ta đi chợ đi đâu. Hay xúc đi xúc đi đừng ngày ngông. Bỏ nước vô nữa ngoại ơi, hết nước rồi. Không ấy đâu cậu ơi. Trời, có sinh vật lạ. Ngốc luôn, nó trong xương ngốc luôn. Trộn, trộn lên, trộn lên, trộn lên cho nó thấm vừa vậy. Trộn lên như là trộn gỏi vậy đó. Đây, múc cho, ngoại vô trong ngoài rửa đi. Trộn lên, trộn. Ra đi, con trộn cho. Đâu được rồi. Tụi mày khóc vô hang tao. Trời đất, cái thiệt tình trời. Có đánh đốc quá không? Trời đất. Trời đất, cái thọt vô cu vô giái tụi mày chạy. Thôi là đây cha ăn tôi. Để tôi ra màu tôi giặt trời. Trời đất ơi. Ông hai con ơi mụ nội ông hai con ơi. Công nhận con trắng là ngoại ta. Tao có mày đâu trắng hay tao. Tao trắng thì mày trắng con. Ủa ngoại có ấy không? Mẹ Quyên có mua. Mua gì? Trời ơi, con đậu ngoại. Trời ơi, thằng Lăng đeo tay bà kìa. Thằng Lăng. Rồi thằng Lăng bu quần luôn. Mới sợ thằng Lăng. Con ăn bộ. Ủa? Mẹ Nguyên không có mua cho ngoại cái bằng chải hả ba? Rồi bằng chải tôi có, chồng với chị em tôi với thầy bằng chải. Rửa tay sao không? Không, mà chị em tôi không có được bằng chải, tôi có bằng chải. Không được rồi. Không có giặt chứ. Chưa có giặt đâu. Thì bây giờ chưa giặt cho nó thấm nè, trời ơi, biết chừng nào nó thấm. Để em chút qua cho tao giặt, cho tao giặt. Trời ơi, thì con trộn lên cho sạch thôi chứ không có giặt đâu. Ngoài trộn sạch bằng con không? Ngồi nghỉ một chút đi. Nè. Nè. Sao vậy? Thôi đổ cái chai nó quá trời. Đúng rồi, phải vô chứ, không vô sao được. Trời ơi, này chắc ngồi giặt tới này tới chiều mai luôn quá, đóng đồ này nè.
Ô, đừng đổ thừa nha. Nha, đừng đổ thừa nha. Trời ơi, nhà trộn lên vậy nè con nè. Nó ra màu luôn á. Nè, ông trộn lên vậy nè. Thấy chưa? Màu ông nội tao chứ. Trời ơi, đồ ngoài cái thằng bông nó đen chứ. À, sao bông nào mà đen? Cái bông trắng đâu. Trời ơi, mà coi nè, thấy chưa? Thôi tao đi lại tao giặt, tao giặt cho nó tại tao. Con đâu có giặt, con trộn lên cho nó đều. Trời ơi, cái thằng bông nó đổ ra ngoài cho trời trời trời. Đó. Con chỉ trộn vô. Ngoài vô nhà ngoài ngồi đi. Ừ, con đâu có nói gì đâu. Con thì cứ đi làm giùm tao. Cho tao mạnh khỏe cho tao làm. Thôi bây giờ nấu cơm đi. Cho nó cây rồi là hổ nấu cơm. Cho mẹ mày khỏe mình đâu là ăn đi. Trời ơi, bây giờ là hổ nấu cơm. Đúng rồi. Trời ơi, bị chữ. Ôi trời, cái cưa lên chết. Ủa ba lắp cho củi em luôn nè. Bây giờ là miếng nấu cơm ăn, ngồi xin cơm ăn. Bây giờ bắt lên không bắt. Đâu có ngày Chủ nhật mà. Đồ đồ nào ngoài không có cà phê sữa hả ta? Quần áo hôm nay sạch dữ hen. Không có màu. Chị sáng mặc đồ mới cũng đi đâu đâu về dương ăn em sẽ. Đồ ngoài này không có dơ cái nhựa. Đồ ngoài này sạch. Đồ sạch mà câu đổ sao bông khí thế. Không tưởng đầu ngoại dơ giờ đầu ngoại sạch. Đi chơi giỏi phải không? Thôi chứ còn đòi nữa. Hồi đó ra ngõ nghe ba ra ba làm hơi nữa nè. Đi đâu rồi? Đi đâu? Ba ở đâu rồi chị? Đi kiếm sầu đồ. Má nhà. Cái nhiều quá. Cái sầu quần áo của bà ở đâu cậu? Mới hả thấy khơi bển mà. Quần áo tao mày tắm luôn tao luôn đi. Hả? Tự nghi hết không có trơn hết trọi tự đang giặt đồ tự nghi. Cái sầu bông đâu dữ à, sầu bông ở đâu dữ à. Trời đất ơi. Con mới đi mua về thêm chắc 8 kg à. Ngoại đổ mày đi thừa con ra sầu bông ngoại nè, rút ra nè. Trời cái sầu bột dữ à. Đồ ngoại này sạch. Cái tháng nay rồi thạch gì. Ủa mà biết đồ này cái tháng nay. Hả? Cái tháng nay rồi. Ngoài biết đồ này cái tháng nay không giặt luôn. Trời ơi, cái thôi được rồi. Giờ khổ hết chứ cái chẳng đi công chuyện không lo. Bây giờ lo giặt đồ giặt đạt tôi. Con giặt xong rồi á, đi ra phơi cho ngoại phơi đi con về. Được chưa? Cho mày nè, hãy đó. Thôi thôi, bắt dây chai. Trời ơi, cái khăn ngoại nào nó trắng rồi nè. Trời ơi, nó đen. Cái này cái nước chưa tẩy. Đây là cái khăn này khăn của ngoại. Cái khăn này khăn của ngoại. Hình thiêu hoa văn. Cái này cái áo mà cậu. Áo nít. Khăn người ta mua người ta cho nhóc luôn á. Mất tiêu rớt à. Không có mấy con xạo gì đâu á. Tôi lấy cái khăn mới là phải dắt. Chị hãy chịu à, không dắt rồi, mất tiêu rồi. Tẩu à, bỏ trong heo. Rồi, trộm vô lấy tiêu bằng cả. À,
có. Trời không có đầy đủ ở trên tội mà tôi không có xài chứ. Cậu ơi, trời ơi bác cắt kỹ luôn á. Còn chả này, con chả này ai mua cho ngoại vậy? Trời ơi, trong riêng vậy mà không phạt. Phạt đi cho sạch, đi không xe. Để giờ con đi ra xa chơi. Chưa níu đó. Ừ, cái bao thằng quý hồng ở đây xài cho hết rồi xúc thảo không phải tươi nước à, ngủ lộng xong à lấy cái rổ lấy cái gì vậy? Cái gì vậy? Tao nhỏ máng kia rồi. Để thả giặt bỏ qua. Nói tên hôm này rong riêu à. Rong riêu gì rong mà rong riêu à. Ơi rong riêu vậy nó đi mà té một cái nha. Rồi sao? Ai biết? Hả? Té một phát nha. Cả cuộc đời á. Cái thương xương thầy ở đất đời không tao cái gì đâu mà sợ xương nha, xương ngoại nó nứt một cái ăn là không thể nào mà tị được. Trời thương già rồi, cà đã tới rồi nên ngoại, ngoại giờ bây giờ đó nên ngoại giờ phải cho chà rồi đem dẹp con ra ngoài sông con xả nè. Thôi 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 ở đây xả đi ra ngoài sông lấy cái thùng múc nước đổ đi xả. Múc lên bờ xả hả? Ừ múc đổ lên bờ xả chứ cứ không xả gì. Rồi ngoại cứ kiếm thao ra ngoài hay gì? Ở ngoài đâu? Cái nước không cậu? Ở phục vụ tối đa ha. Phục vụ mình tối đa ha. Ở đây hả ngoại? Ngang cầu hả ngoại? Ngang cầu nói gì? Cầu này là đó. Để đó thả. Tôi hết. Được rồi. Đó.
Kìm nó sai màu em rồi cậu. Mấy lần kìm giờ nó phê luôn kìa. Đi à. Quan trọng là vô trong nó đưa hay không. Ở đâu mày? Gì đâu có máy móc nào đủ. Ở đây mà cậu có sao? Bên cái bàn mà trong nhà mình mà. Ở đó đem xuống cho mượn à. Rồi thôi hai cái bộ chung đơn bộ chung đơn bộ chứ mà thôi gì kỳ cục trời. Trời đó có phải gì. Mẹ nói bốc trăm được thôi không đủ nữa. Người ta đâu có biết cái đầu. Trời đó có cái bận. Từ từ nói. Canh thôi. Trời đó có nước nấu sông. Mẹ bà cha ông mưa xuống ra hết thôi. Cũng như bộ vậy. Trời đó có phôi gì nói cái nên cái. Có cái phôi cam rau khổ lần đông. Nếu con tặc họ vậy không dụ cái gì trong. Được chưa? Cô bác anh chị nghĩ tới coi.
hồi rách hết trơn rồi. Ngoài kêu Vũ. Sức cô quý mà. Sức cô quý mà bà kêu nó giữ một hồi là tới chịu hốt vô là nó còn tình mạnh. Em quay cuồng trong. Em tập cao mà trời đó coi nó quay tới cái đầu nó luôn trời. Ông mở thì có tình cho bà tình à. Cũng không đủ móc hả cậu? Trời ơi cái quần cộng chứ. Công Bình nó luôn cho tao. Cái quần này nó chụp mới ra tới nước ngoài luôn á. Cái quần này nè. Nó lắm mới kéo ra mới lên nó chụp. Quần này đâu? Quần nãy cậu trồng cái áo đỏ vô rồi. Cậu không dắt nước trời đâu, có nước không. Cậu cần dắt đâu? Bộ quần này là cái quần đâu? Con đâu biết ngoài ngoài mặt mà hỏi con. Ngoài mặc quần mà ngoài hỏi con. Đâu? Nãy mới đưa cái áo không à? Quần mát không nhà? Phải không? Kìa. Chứ không ai rớt ngoài sông đâu. Đây nè. Hên quá hết còn. Ủa này cái áo mà. Bây giờ sao ngoài bỏ xuống đây? Bị cái đem đi đâu bỏ hơi lên chưa? Ủa có quần đâu? Cái quần đâu không biết. Thì nào đứng áo không mà không có cái quần. Không lẽ nó đào xuống nhìn lội xuống nữa ta, nó rớt mương ta. Đúng rồi, nó không kẹp vô háng, cái quần kẹp vô giọt không à. Trời, thiếu móc ngoài ơi. Trời, là có gì mà thiếu móc mà mày phạm. Thôi cam đau khổ là nhân gì đâu mà trời ơi trời. Chưa, con thấy bà dắt chưa, hết ra nước luôn kìa. Trời ơi, cho nó xả. Nó xả không có. Không rồi. Sao ở đâu nước dữ vậy ta? Nó bưng nguyên thòng nước vô. Ngoại, giờ nó cây lên trước nha. Nó cái này đang chảnh thì không có nắng, đây không có nắng. Đây mình đang đó thôi à. Rồi đang tới giờ đang lên động cây trời, cũng nắng phải chiều tới tối luôn. Cậu đang ra trước cậu ơi. Trời ơi, chỗ này hồi đang tới là ổng đang mà trái đầu luôn á chứ. Nghe được chưa? Ừ, vậy rồi rồi. Đúng không? Rồi, ừ, vậy thờ đã con khỏe đi em cho bò cậu cũng me. Rồi, ăn bò xả lộ rồi. Đây con tắm ngoài. Đi đâu nữa? Trời ơi, tưởng sao bà rửa cái chân rồi bà đi gây ra đó, đắt. Có nước rửa mà. Xong chưa? Vừa dắt dọn rồi. Xong chưa, xong chưa nè, ăn về à. Ăn lỗ gốc lỗ rễ vô mà ăn uống nó hết rồi. Lỗ gốc lỗ rễ là cái dùng tạo cái đi. Rồi thì mình nấu nước mà ăn. Vậy con về nha. Con về đi dùng cơm nha, ăn đi dặn đi dùng cơm nha. Ăn về đi dùng cơm đi chạy chạp chút người già rồi. À, máy bay cả nhà nha, mình hẹn cả nhà vào clip sau nha. À, vô tình hôm nay xuống được ngoài gặp ngoại giặt đồ thì mình giặt giùm cho ngoại biết bộ mà ngoại chủ quá cả nhà. À, mình sẽ hẹn cả nhà lúc sau. Bye bye, see you again.